mày có nổi bật để cho con ấn tượng gì không? Lớp không, 6. Anh tàng hình trong lớp luôn. Đúng, anh tàng hình trong lớp luôn. Con đủ sức để đi thi trường chuyên. Bạn kèm con là con không biết gì trơn, một người không biết gì xin hết. Là kèm chỉ có một môn thôi. Kèm một môn tại học trường chuyên á chú. Con đúng rồi. Con đậu bạn gớt. Con đậu bạn gớt. Có gì kỳ vậy? Thôi, đúng là học tài. Dạ đúng rồi đó cô. Chú con đi kiếm, chờ con kiếm hết cái Cà Mau luôn. Con lục tung bạn lên để con kiếm bạn. Tại tại Cà Mau rộng lắm á nghe. Con không biết thói quen bạn qua nhà bạn kiếm đi. Cấp 3, cấp 2 là mình chơi là mình biết nhà, tụi con là biết nhà nhau hết. Qua nhà kiếm, xong đi mấy cái chỗ mà bạn hay đi đi đá banh. Cuối cùng gặp ở đâu? Tìm game. Chốn mình tìm nét, con phát hiện bạn mình tìm nét. Thì mình biết là xong đi chơi mày trốn tao, giờ tao kiếm mày. Con tên là Nguyễn Phúc Sinh. Con đến từ Cà Mau. Con là kinh doanh tự do với con làm kiểu mà VLAN à. Dạ VLAN về thiết kế. Con 26 à. Rồi giờ tới con đó. Chào cô chú. Con tên là Ngân Huyền. Năm nay 26 tuổi luôn. Đến từ Cà Mau luôn. Giờ tụi con học chung với nhau từ cấp 2. Con làm nhiều việc lắm. Bây giờ việc gần nhất của con là làm quản lý nhân viên ở Đà Lạt, một cái nhà hàng ở Đà Lạt. Hai đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 11 ngày rồi. Tụi con cưới nhau được 11 ngày rồi. Mới lâu à? Rồi, 11 ngày lâu rồi. Là gần 2 tuần đó chị. Gần 2 tuần. Nó quen nhau mới là ngắn nè. Tụi con yêu nhau từ lớp 11, cấp 3. Dạ đúng đó. Nhưng mà quen nhau từ hồi nào? Tại tụi con biết nhau từ cấp 2 và lớp 6, học tại học chung với nhau từ lớp 6 đến lớp 9 luôn. Tức là tụi con chung lớp. Có ngồi gần nhau không? Dạ không, không chơi với nhau luôn. Tụi con có bị ăn hiếp không? Con là đi ăn hiếp ta. Có ăn hiếp bạn này không? Không, con thì không liên quan lắm, con là một cái nhóm khác nữa. Dạ. Bé này là con ấn tượng những vụ này đúng không? Dạ, con ấn tượng kiểu là người lúc nào cũng năng lượng. Bây giờ chú hỏi con nè, cái lúc mà lớp 6 á, dạ, có ấn tượng gì nhất ở bạn này? Nếu mà về lớp 6 thì chắc hai đứa con chưa ấn tượng gì nhiều lắm. Con chỉ là kiểu như biết bạn ấy là kiểu như là thể hiện nhất trường ấy, kiểu như một cái nhóm như vậy. Nghĩa là ồn ào đúng không? Ồn ào đúng không? Kiếm người này người nọ xong rồi đến chọc. Đến năm nào mới biết mới phát hiện là mình thích bạn. Dạ thật ra nó là đến lúc là khoảng năm lớp 10 vậy lận ạ. Là lúc mà hai con không còn đi học chung với nhau nữa. Thế còn bạn này có nổi bật để cho con ấn tượng gì không? Lớp không, 6. Anh tàng hình trong lớp luôn. Đúng, anh tàng hình trong lớp luôn. Con ấn tượng với bạn từ lớp 9. Cô xếp ngồi chung mới biết bạn này là cũng vui cũng. Nhưng mà học giỏi không? Bạn học giỏi. Con với bạn là học chung với nhau là học lớp chọn. Học giỏi nhưng mà con kiểu trong lớp chọn là con thành phần cá biệt á. Học giỏi nhưng mà quậy. Bạn là hiểu cô. Học giỏi mà hiền. Một đứa hiền đứa quậy ngồi chung nhau dạ, sao ta? Thì thường là thầy cô sẽ hết như vậy. Giống như là để kèm cho là bạn kèm con hay con kèm bạn? Nó lúc đầu là nghĩ là vậy. Kiểu ai chọn con hồi xưa là con bị giống như con cảm giác bị ăn hiếp lúc nhỏ luôn á. Bề ngoài là học giỏi rồi im lặng. Nhưng mà ngồi chung với con á là bạn bắt chuyện cho con nói chuyện không à. Hai đứa trong lớp ngồi học là sẽ nói nhỏ vậy nè. Nhưng mà tới bị bắt lên đứng đầu bạn là con bị bắt. Tại con nói là con miệng con bự hơn. Cái volume của con nó lớn. Còn cái volume của nó là nhỏ, nó ém đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đó. Có một cái điểm mà lúc nào con thích là lúc nào con thấy bạn nó dễ thương hết. Rồi học rồi nó có kèm con không? Có. Thật sự là hai con thân là cái lúc đó là tụi con thi trường chuyên là thi lên cấp 3 á. Kiểu chỉ chơi không có nghĩ là học gì hết á. Trong lớp vẫn là học sinh khá giỏi. Thì cô chủ nhiệm con kêu là tụi con đủ sức để đi thi trường chuyên. Bạn kèm con là con không biết gì trơn, một người không biết gì xin hết. Là kèm chỉ có một môn thôi. Kèm một môn tại học trường chuyên á chú. Ôn đúng một môn chứ. Con đậu bạn gớt. Con đậu bạn gớt. Có gì kỳ vậy? Thôi đúng là học tài. Dạ đúng rồi đó cô. Buồn khi thấy người đẹp được học trường chuyên còn mình học trường thường không? Con buồn chứ, con buồn dữ luôn chứ. Lúc đó gia đình con buồn, con cũng buồn, nhục nó. Tự nhiên mình ôm cho bạn, tự nhiên bạn đậu cho mình gớt đó. Rồi sao rồi bên con đi qua bên trường chuyên con học á. Dạ. Rồi con có bị người ta. Thì lúc đó là con vẫn có bồ. Thì tại vì con chỉ nghĩ là bạn con thôi. Đó con quyết định là con cũng quen bồ luôn. Có bồ luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào? Vậy thì sao mà mấy đứa mới đích sắp lại với nhau? Tới lớp 10 thì vẫn đi chơi bình thường. Nhưng mà tới lên 11 thì cái giai đoạn đó là con chỉ là bạn đi chơi với bạn này thường xuyên. Bồ con cái giai đoạn đó tự nhiên bồ con lại đi xa, ở xa con. Thì con vẫn đi chơi với bạn. Xong cái có một cái đợt là mình thích bạn này nhiều hơn bồ luôn. Tại vì bồ con là đã ở xa rồi, lâu lâu gặp con một lần, hai lần. Mà bạn lên á, thì con cũng kiểu hoi đi chơi bạn này. Con cũng kiểu không quan tâm bạn này thì con mới thấy là mình mất dạy quá, mình kỳ quá rồi mình đúng. Trong lòng là cắm sừng trong lòng luôn đó. Thật sự là chỉ trong lòng thôi. Con thấy kỳ quá, con mới chia tay bạn này. Chia tay thì chỉ không dám nói, còn nhỏ không dám nói lý do thật sự. Thật sự là chỉ nói là em hết thích anh thôi. Chia tay bạn kia nhưng mà không có cho bạn này biết. Cũng có một giai đoạn là con quyết định là con sẽ là không đi chơi bạn này nữa. Ủa tại sao? Con né tránh bạn này. Nhục đó, giờ bạn cũng có bồ rồi. Xong rồi con
kiểu như giờ theo đuổi xong người ta có bồ, không lẽ mình làm người thứ ba thì mình cũng kỳ quá. Mình phải có bồ. Thì tầm khoảng 2 tháng sau thì bạn ấy cố gắng nhiều cách để liên lạc đó, thì con mới bắt đầu quyết định liên lạc với bạn đó. Chốn con đi kiếm, trời, con kiếm hết cái Cà Mau luôn. Con lục tung bạn lên để con kiếm bạn. Trời ơi, Cà Mau nó rộng dữ lắm á nghe. Con không biết thói quen bạn, qua nhà bạn kiếm đi. Cấp 3, cấp 2 là mình chơi là mình biết nhà, tụi con là biết nhà nhau hết. Qua nhà kiếm, xong đi mấy cái chỗ mà bạn hay đi, đi đá banh. Cuối cùng gặp ở đâu? Tìm game. Chốn mình tìm nét, con phát hiện bạn mình tìm nét. Thì mình chỉ biết là xong đi chơi mày trốn tao, giờ tao kiếm mày. Mày tao hả? Lúc đó là mày tao, bây giờ hiện tại con với bạn là kêu với nhau là xưng tên Huyền Sinh nhiều. Cãi nhau là sẽ mày tao. Chứ chứ anh em được, ngại lắm. Tao muốn sao đâu, mới 11 ngày à. Từ từ. Tháng sau chia tay bạn kia còn 1 tháng à. Thì cũng đi chơi bạn này. Hôm đó con đi xe máy đó là in tò te chạy vòng vòng. Chạy vòng vòng Cà Mau chơi. Thì con tỏ tình bạn, con mở lời. Thì bình thường mày tao những điều hình như lúc đó yêu rồi đó, bắt đầu là kêu Huyền Sinh rồi. Xong thì mới hỏi con là Sinh có thích Huyền không? Mà con trả lời là thì cũng thích. Thì cũng thích. Mà Huyền đang quen bồ mà, rồi sao Sinh quen Huyền được? Con hỏi là giống như là Sinh thích Huyền, Sinh không nói. Xong Sinh mới kêu vậy đó, kêu là Huyền đang có bồ mà. Lúc đó con kêu, con nhá, kiểu thổn thức luôn nha, người thổn thức hết trơn luôn kêu. Thế con nói là sao, con chia tay rồi à? Con chia tay lâu rồi, con không nói. Rồi đó còn sao? Hài lắm đúng không? Thì không hài chứ. Câu hỏi của mình đó, con đồng ý liền. Mình hài luôn không? Đúng rồi, bắt đầu là qua một giai đoạn mới rồi đó, bắt đầu quen nhau luôn. Rồi bé Huyền có tặng cho nụ hôn lên má không? Là hôn lúc trên chiếc xe đó. Quay qua hôn liền luôn. Lớp 12 thì là bắt đầu thi đại học, hai đứa thi hai trường chung hay là riêng? Cái năm đó là thi nó sẽ cho nhiều nguyện vọng. Cha con thì là hồi xưa học ở Đại học Đà Lạt, thì mong muốn con cũng học trên đó, thì con cũng bỏ thêm một nguyện vọng vào đại học Đà Lạt ở trên đó. Ồ, như vậy đoạn bé này học đại học gì? Con học Sài Gòn. Học kể là hai đứa yêu quá xa rồi. Dạ, đứa Đà Lạt nữa sẽ... Vừa học năm nhất thôi à, học chắc bạn học ở Đà Lạt. Lúc đó là chắc cũng cãi nhau nhiều đó, là tại vì theo con cảm nhận nha, là bạn sợ kiểu giống như là yêu xa, sợ mất con á. Học một tuần thì xuống Sài Gòn một lần, xuống một lần 2 ngày, xong đi lên lại, xong cái tuần sau cái xuống 3 ngày. Như có 5 ngày ở Đà Lạt nữa. Dạ, kiểu vậy đó, có 5 ngày ở Đà Lạt xong xuống nữa. Con học, bạn học có khoảng 3 tháng thôi. Tầm 2 đến 3 tháng là thật sự luôn ở Sài Gòn không à. Thì nghỉ học luôn, sao chịu gì nổi. Xuống Sài Gòn học gì? Xuống học là phải bỏ 1 năm, bạn thì phải bỏ 1 năm, con cũng vậy. Con cũng học ở sân khấu thì con cũng là không có theo được nghề, con cũng nhận được nhiều thứ. Rồi con cũng bỏ. Với lúc đó là con biết một cái ngành là ngành quan hệ công chúng ở trường Đại học Văn Lang á. Thì cái ngành đó cũng là cân đối được giữa cái sự mà muốn lên sân khấu rồi là cũng được làm office của con. Dạ, cũng gọi là không có cần tới mức tỏ sáng như là diễn viên mà cũng được cái đó là con cũng kiểu là thôi được rồi. Thì con mới bỏ sân khấu rồi con học qua bên kia Đại học Văn Lang. Còn bạn cũng vậy, là bạn Đại học Văn Lang luôn. Đại học Văn Lang luôn, cuối cùng nó lại sắp lại học. Dạ, đúng nữa. Rồi cái đó là cái xa nhau. Xa nhau cái chừng mấy tháng là không chịu nổi là cũng dính lại với nhau thôi. Nhưng mà con học môn gì, ngành gì con á? Dạ, con học quản trị kinh doanh ạ. Dạ. Có nghĩa là mối tình đó là mối tình xuyên cấp xuyên trường. Dạ. Ôi, em giờ vô tật xấu đi. Nói luôn đi. Tại vì mới 11 ngày tụi nó nhớ lâu bây quá. Bây giờ nè, tính từ lúc coi như là hỏi yêu nhau đi. Chứ giờ mới cưới mới 11 ngày. Dạ. Đó. Nó lòi ra hết giờ được. Giờ hỏi nè, có cái tật xấu gì của Sinh nó lòi ra không? Hiền lắm, bạn thật ra là hôm bữa con ngồi con nhớ tật xấu của bạn là ít lắm luôn á. Tật xấu thật sự rất là ít. Con là xấu là dài da đã hải rồi, tật xấu của con là chảy dài. Biết rồi, chút nữa tôi nói. Nghe giờ nè, Sinh này nó bao nhiêu tật xấu nè? Ít nhưng mà có nghĩa là có. Bây giờ tật xấu lớn nhất mà con bạn muốn con bạn sửa là bớt im lặng lại. Bạn hay im lặng lắm. Ít nói quá. Im lặng là rất là khó, mình không có hiểu mình. Mỗi lần cái chuyện gì là phải khơi móc con nó móc tới cái gì luôn. Bạn mới chịu nói ra khó lắm, móc một lần phải 1 tiếng 2 tiếng. Mấy tháng mấy ngày luôn á bạn mới nói ra được, cái gì cũng im chứ. Là im lặng. Bởi vì nào, nó có lãng mạn không? Không lãng mạn. Thì lãng nhất rồi. Lãng nhất nhất là tới giờ vẫn còn thấy lãng luôn. Bạn không có cầu hôn con. Tại vì á giống như tụi con là quen lâu rồi. Tính đó thì con với lại tính của con là tính trước, con hay tính, con hay lo nữa. Cái gì cũng nói trước hết trơn rồi, là chừng nào cưới, chừng nào làm này làm kia thì không thật sự luôn, bạn cũng không có cái cơ hội để bạn cầu hôn. Nếu mà xét mà tụi con có buổi cầu hôn là cái hôm mà cha mẹ cũng xin qua trao nhẫn cho con, dạm ngõ thôi. Tại vì là lúc đó là cái năm đó là trước dịch, con với Sinh á là hai đứa con cùng một sở thích là rất là thích có con trước, không có con có em bé trước đám. Để giống như cái lúc mà đi trên lễ đường á có em bé mình tung hoa. Rồi sau này không có. Dạ, trong sau này giống như là cái sở thích thôi, là sau này lớn á là ví dụ như con có hỏi là đám cưới cha mẹ con đang ở đâu là nè mày đây luôn nè, là thích như vậy thôi. Nhưng mà cái đó thì quá khó, tại vì mình phải qua gia đình nữa. Là có con chứ hôn nhân nữa, tình duyên nghĩ nữa tùm lum hết. Thì con mới nói chuyện với ba mẹ trước, ba mẹ hai bên thì ba mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà lúc đó tụi con còn nhỏ lắm, tụi con tính ra là 24, ổn định cuộc sống một chút, vừa đi làm một chút thôi. Thì ba mẹ mới nói chuyện, ba mẹ xin mới qua nhà con
trao nhẫn để cho có nghĩa là ba mẹ cầu hôn giùm đó. Dạ, chính là vậy. Vậy là ổng chưa cầu hôn. Ôi, con không có lãng mạn. À. Khô khan, khô khan. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi là nói nhiều, nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Quan xin đi. Rồi, nói xin, nói xin. Thấy dạ. Bao nhiêu là sao? Nổi bật thì chắc là không có kế hoạch. Mặc dù nãy giờ bạn ấy kêu là có kế hoạch dữ lắm, những điều là kế hoạch của Quyền á, lúc nào cũng là khoảng 50% không à. Nó cứ mé à, nó không bao giờ quyết định được. Xong rồi đến cái giai đoạn đó, cái phát sinh gì đó là bạn ấy sẽ không quyết giải quyết được. Xong lúc rồi nói rồi còn vô. Xong rồi giải quyết giùm. Còn như nè. Bạn ấy chắc là con kiểu như bạn ấy ăn hiếp con, mà con phải có một cái từ cho bạn ấy luôn, đó là kiểu như là múa gói á. Kiểu như là thích múa gói người ta, thích điều khiển người ta. Điều khiển con đúng không? Đúng rồi, giờ vô ngồi là phải ngồi sao, xong rồi để ly sao. Gia trưởng vợ là gia trưởng. Kiểu vậy. Rồi bây giờ mong mỏi bạn thay đổi được gì? Thì nếu như vợ con thì con chắc không thay đổi gì nhiều đâu. Con chỉ muốn bạn ấy là lúc nào cũng dễ thương và năng lượng như vậy là được. Không có kế hoạch hơn. Bớt gia trưởng không? Bớt cũng được. Bớt luôn. Bây giờ hai đứa nói cái sự mong muốn rồi, giờ tới tôi nói cái mong muốn nè. Dạ. Hồi nãy con là nói là chưa bao giờ có lời cầu hôn. Dạ. Thì hôm nay với chương trình ngày hôm nay thì con có thể nào dùng lời hay đẹp thể hiện một cái tình cảm gì đó với người bạn đời của mình hay không? Đó. Nè. Cầu hôn. Rồi đó, kìa. Cầu hôn luôn kìa. Từ từ. Rớt cái nhẫn nha. Nói chuyện đàng hoàng nha. Okay. Mạng ơi. Em. Ơi không được điều khiển, cố gắng. Thì mặc dù mình cưới nhau đã 11 ngày nhưng xin chưa bao giờ cầu hôn Quyền hết. Em Quyền. Em muốn nói với em là hôm nay em đẹp lắm, hôm nay em đẹp lắm. Trời ơi, dễ thương, dễ thương. Trong lòng anh đang thổn thức, kiểu như anh hơi khó. Người anh lúc nào cũng mà khó nói chuyện hết, thì ngôn từ của anh có hạn hẹp. Thì mong em chấp nhận tình yêu của anh. Ok, em đồng ý. Thôi đeo đi, đeo đi, đeo đi. Anh vậy, đỡ anh vậy mới đeo được. Ừ. Rồi ôm nhau cái nè. Cặp vợ chồng bạn vừa bước lên thôi là tôi thấy tôi vui mười sương. Nhìn giống như là cặp thí sinh thanh lịch. Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Hoàng Nhân. Em hiện 26 tuổi. Hiện ra là kỹ thuật điện tử. Dạ, còn em là Vương Kim Long. Em 27 tuổi. Em làm bảo mẫu. Bảo mẫu à, mà Kim Long nghĩa là vua rồng vàng. Dạ đúng rồi, tại em sanh năm rồng. Em cứ nghe này, chắc dạ. Có lẽ là cái ấn tượng ban đầu, anh đoán nha. Dạ. Ấn tượng ban đầu của hai người khi gặp nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về chồng em. Nói về cái ấn tượng ban đầu á thì em thấy bạn này là không có đẹp mà đọc mặt thì lúc đó mụn nhiều lắm chứ không được gì đâu. Với lại tính tình thì nói chung là nhân trai á. Tại vì em với chồng em là học chung lớp điện tử. Nói chung lớp thì đông lắm anh, 80 người, mà đặc biệt có mình em con gái thôi. Thì ngày đầu tiên đi học là thầy giáo nói không được em ơi, chắc em phải đổi lớp đi chứ không chịu nổi lũ yêu tinh này đâu. Thì em mới nói dạ thầy yên tâm, chưa biết ai yêu tinh đâu. Học chừng nửa tháng thôi là ăn hiếp hết nguyên lớp tụi em luôn đó. Là 79 thằng kia là bị ăn hiếp. Trong đó có mình em á là thiện nhất, mình ăn hiếp nhiều nhất. Lý do gì em ăn hiếp ông này? Anh biết sao không, coi như mình á không có đẹp nhưng mà cái mình độc. Thật sự nếu mà nói về độc, anh phải công nhận em là một trong những cô dâu rất độc. Ở chỗ là thường cô dâu lên ăn ngồi là tụi em ăn ngồi. Nói chung có mình em gái là thành ra là bao nhiêu bạn trai dù không thích em thì cũng hay thích ghẹo. Đó mà đặc biệt bạn này thì không ghẹo anh. Tối ngày cứ nhìn em cười, nhìn giống như bệnh vậy á. Thì hôm đó em quay mặt xuống á thì thấy bạn này cười với em. Nhưng mà lúc đó là thấy bạn này đẹp trai. Với lại anh chị biết sao không, đá cầu giỏi lắm á. Rồi em hay xin bánh không bao giờ cho. Trong khi mấy thằng kia là sẵn sàng hiến dâng bánh cho em. Lý do tại sao không cho? Thì không phải là do em ích kỷ hay ham ăn không cho bạn này đâu. Thấy lúc đó bạn này thấy ghét anh kìa. Ngoại hình thì đâu có được gì đâu. Mặt mụn mà, mắt thí nữa mà. Đã ham ăn nữa. Thấy ai đã hắn á, mình mới lại nhà tới xin bánh. Em đã thua là không thèm gì mà em luôn. Thua heo đó chứ trời. Mình ghét, không cho ăn. Như vậy là theo câu chuyện kể của hai chồng bạn thì là em là người có cảm tình với anh này trước. Dạ đúng rồi. Vậy thì em là người tỏ tình anh này trước. Không, em không tỏ tình trước rồi nha. Em rủ đi chơi thôi. Tại em cũng thích anh này rồi. Đó, thì em mới rủ sinh nhật em là hai đứa đầm sen chơi. Ngày đó là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Rồi yêu nhau luôn, đúng không? Rồi bao lâu thì hai bạn mới quyết định là cưới nhau? Dạ không, quen được thời gian cái em thấy chán. Em mạnh mẽ cá tính, còn bạn này thấy yếu đuối quá. Coi như đúng là mới lớn, anh này mới 19 tuổi hả, em 20. Cái thấy chán, thấy hiền quá đi. Rồi em mới tìm cách giả bộ chia tay. Nhà em ở là con gái không à. Thì mấy chị con gái cũng chơi trò cũng ác lắm. Đè em xuống, dê xòm em la sùm lên. Cái điện thoại thu âm lại. Bắt đầu điện qua cho chồng em. Chồng em nghe, bắt lên alo thì nghe là ôi ơi, này kia. Xong rồi cúp điện thoại, nhắn tin qua là xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Thì á, cái anh này cứ điện liên tục, tự nhiên cái nghe bấm chuông em mới xuống. Cái anh này đứng hỏi
Em có sao, em có bị làm gì không? Tự nhiên lúc đó thấy tội nghiệp quá chị, thấy thương, thấy thương quá. Rồi cái em quay lại luôn, thấy là anh này thật sự chân tình nha em. Em phải cảm ơn mấy người bạn của em á. Nhờ cái Lam mà có được hôn nhân ngày nay. Tại vì nghĩ là lúc đó là giống như là thực sự nếu mà nghe như vậy mà tưởng là mình bị như vậy mà vẫn chạy lên. Đúng rồi. Đó, bất cần thân thể luôn, như chạy lên nữa, coi coi là có coi như 7 năm rồi đó chị, nhưng mà em vẫn nhớ cái đó. Mà có thể những anh chị bây giờ đi nước ngoài coi lại sẽ nhớ cái câu chuyện này. Nhiều khi với những tình huống như vậy mà tự dưng nó bật lên những cái cảm xúc mà mình không có lường được, đúng không em? Em mới chợt nhìn lại là em thấy là coi như bạn này thương em thật. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mà em cho rằng là bạn đó là trẻ con á thì thực sự là không phải như vậy. Đúng không? Thực ra người ta rất là sâu sắc. Rồi hai bạn yêu nhau thì đến bao lâu thì mới cưới nhau? Tốt nghiệp xong, ba mẹ tụi em mới quyết định là cưới. Hai gia đình cũng đã biết nhau rồi. Không may thì 6 tháng sau thì mẹ chồng em bị ung thư. Thì vợ em á là một tay lo cho mẹ em hết. Coi như em chăm sóc cả ngày lẫn đêm suốt một tháng cho bệnh viện ung bú ấy, thì ai cũng nói em là con gái đó, không ai nói là con dâu đó. Thì ba chồng với mẹ chồng nghe vậy đó thích. Đó, thành ra là nhân dịp mà mẹ em vô thăm á là xin cưới em luôn. Mà lúc mà xin cưới em thì em lại suy nghĩ khác nữa, không chịu. Lúc mà Long chăm sóc mẹ em á thì mấy người ngoài ta cũng nói ra nói vào. Em cũng có phần lung lay, nhưng mà thật sự là rất là may mắn em có một người mẹ rất là tuyệt vời. Chính mẹ là người động viên em á là nghỉ làm đi nuôi mẹ chồng ha. Xong rồi lúc mà cưới hỏi thì mẹ nói với em vậy nè: mẹ biết đó là con phân vân, kể cả mẹ cũng không muốn con gái mẹ khổ, nhưng mà con nghĩ đi, nếu đặt trường hợp lại là mẹ là mẹ bệnh đi mà nhân nó bỏ con thì con nghĩ như thế nào ha? Thứ nhất ha. Thứ hai nữa, có thể là con gặp một người khác giàu có hơn, nhưng mà người đó có thương con thật lòng như nhân hay không? Rồi thứ ba nữa, mẹ nghĩ vậy nè: ở đời có đứt mặt sức mà ăn. Khi nghe câu đó xong là em gật đầu cưới liền. Đúng rồi. Tại vì đúng là mẹ em mới là cái người mẹ mà thương con thực sự, mà thương đúng cách luôn, thương mà thương sáng suốt á. Có cho em ba cái lời khuyên như vậy. Quá là hay. Em nói thiệt chị nha, mẹ trời, mẹ chồng em, mẹ ruột em giống hai chị em chứ không phải là bà xui. Nói chung là anh nghĩ là hai bà mẹ sau khi xem xong chương trình này chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ sức khỏe của mẹ em bây giờ như thế nào? Cưới về tụi em có đem lại một niềm vui cho mẹ em, có thể nói là niềm vui lớn nhất từ trước giờ. Đó là tụi em có một đứa con, nên mẹ em có cháu. Tại vì mẹ nghĩ mẹ sẽ chết, không ẩm được cháu. Nhưng mà giờ là quấn quýt bên mẹ. Mà quá. Cái mặt, mà y chang mà nội luôn. Bây giờ sức khỏe của mẹ em càng ngày càng rồi. Tốt lên. Sức khỏe càng ngày càng tốt, đúng không? Thực ra cái bệnh ung thư đó, cái tinh thần là cái quan trọng nhất. Dạ đúng rồi chị. Sẵn đây thì qua chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận xin đại diện cho chị Hồng Vân cùng với ekip chúc cho bác dồi dào sức khỏe để sống cùng với con cháu. Bổ sung thêm là cả quý vị khán giả nữa, cái tiếng vỗ tay như vậy đó là một cái sự ủng hộ và mong rằng sức khỏe của bác gái sẽ tốt. Bây giờ trở lại đời sống vợ chồng hai bạn. Em còn điều gì để mà em phàn nàn về cái người vợ của mình không? Sau khi cưới về á, cái mà em gắt nhất á là bừa bộn quá. Cái tính thứ hai á là nói chuyện thẳng thắn quá, nhiều khi á làm cho cái người đối diện người nghe á vật ý. Thẳng quá, nhiều khi đôi khi vậy nó chuyện mất lòng đúng không? Có ai nào là mất lòng phụ huynh người thân trong gia đình không? Dạ có. Thì hôm đó là vợ em cũng giữ bé, để bé té. Thì bà nội mới chạy lên, bà nội nói cẩn thận đừng để bé té hoài, không có tốt. Thì bà nội vừa mới bước xuống cầu thang trên tay nghe cái rầm cái nữa. Trời. Bà nội mới lên, bà nội tức quá tại vì xót cháu mà. Nói là con giữ vậy hoài á, chắc là bé nó điên luôn á con. Thì vợ em mới hẳn tính, vợ em mới nói câu là mẹ em rất là buồn. Con giữ thì ba mẹ nói vậy, chứ ba mẹ giữ nó té, ba mẹ không nói đi. Không, xí xí cho em nói này nè. Nghĩa là anh muốn thì đúng không đúng. Để em nói. Ôi trời tui. Vậy nè, thì con nít mà chị, nhiều khi em vừa xây qua đây là nó đã chơi cái rầm rồi. Thì lần đầu mẹ lên nhắc, lần thứ hai nữa, tự nhiên mới vừa xây qua nữa, nó quất vô tường một cái đùng. Đó, thì bắt đầu mẹ mới chạy lên, mẹ nói trời ơi con ơi, trời ơi chắc nó điên quá con ơi. Thì lúc đó em là mẹ nó, chị nên nghĩ mẹ là người thương con, mình đã thấy nó té mình đau lòng rồi. Mà nghe cái câu là bị điên nữa, em tự ái đúng không? Thì em mới nói là ba mẹ giữ cũng té thì ba mẹ không nói, mà con giữ té thì ba mẹ lại nói. Anh phải nói cái giọng nhỏ lại chứ em không nói giọng như anh đâu. Con nói cái giọng nhỏ lại chứ mà. Trời ơi, truyền hình bị gì mấy anh chị ơi. Dạ, em nói giọng nó nghe lễ phép hơn đúng không? Chứ không phải em nói kiểu mà nói thẳng thắn như vậy. Đó, thì khi nói xong em cũng thấy em cũng dữ dằn thiệt. Thì đó? Mẹ chồng với ba chồng đi xuống luôn. Thì chồng em về em cũng nói với chồng em là như vậy. Xong rồi chồng em lại cũng ôm em, hôn em. Rồi nói là thôi em ơi, mẹ lớn tuổi rồi, với mẹ bệnh vậy nữa. Em đã thương mẹ thì em thương cho luôn đừng đi. Giờ mẹ thương cháu thì mẹ mới la em vậy thôi. Thì thôi xuống nói chuyện với mẹ một tiếng. Hồi suy nghĩ là thấy cũng đúng, mẹ thương cháu thì mới nói vậy. Thì em mới chạy xuống mới nói là mẹ, hồi nãy á con nói vậy á, con không ý gì đâu nha mẹ nha. Tại vì hả con giữ nó cũng đâu muốn nó té đâu. Mà mẹ nói con vậy thì con cũng tức chứ bộ. Cái mẹ chồng em nói không, thì mẹ thương cháu thì mới nói vậy thôi. Thì con nói vậy thì mẹ cũng hơi buồn. Thôi nhưng mà mẹ biết đánh con mà, đánh con thì có sao nó vậy à. Thì thôi mất con giữ nó cẩn thận chút. Đó, em mới ôm mẹ chồng em. Rồi đó. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là
Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của nó là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu con? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ dạ. Phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Là coi như Đồng Hương. Không phải là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Xuyên Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Chồng là trang sức, dạ. Vợ là mỹ phẩm, dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. À. Rồi, vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? À, rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa, mua mỹ phẩm cho ai ta? À, rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn đó. Thì sĩ Hạnh đó đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá, cua cổ, đúng không? Không đúng á. Vậy số gì vậy? Số gì vậy? Có bao giờ em trúng không? Trời ơi, khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Dạ. Dạ. Đó thôi bây giờ khai dạ. đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thì là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và anh xem này, mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con là con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình nhưng chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Rồi như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21 đúng không? 21 tuổi. Thì 20 đúng rồi. 21 tuổi thì đúng ạ. Con giỏi. Bao nhiêu 19 là 18. Đúng rồi. 18 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu lắm rồi. 10 năm rồi. Vâng. Đúng không? À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn nền nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng là tổ chức gặp mặt kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ đúng dạ, không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Gặp tình cờ đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà thì bởi vì em mới nói xét gặp một cuộc gặp tình cờ là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn là nhưng mà nè cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi nên là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi, vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần chắc trắng áo xanh da hơi quần trắng vâng quần trắng đấy được. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng rất là tố cáo nhau thì con thấy con mà con vẫn ok vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con tức là chị chơi với con có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp thứ thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo anh ấy ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp trai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh nick suốt ạ. À, có nghĩa là bảo nét đúng không? Nét. Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là
mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là đã tốn nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng với ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng để hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động. Nhưng mà cô Hán là cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền trắng này tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là bạn em ấy trả hay sao? Không ạ, làm anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cứ cũng quay đi anh trả tiền rén. Vâng rén. Đến khi mà yêu nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là tiền nhiều hay tiền ít? Sau này ạ, nó nói là tí xíu tí nữa sẽ chia sẻ. Giờ chưa? Hôm đó là anh em trả tiền mà lén anh chắc là sợ là tất tiền hay là có nghĩa lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít. Vâng. Con lúc đấy là đúng thật là đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đó có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Về tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng đã giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút, thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thì tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ người để nhuộm tóc đôi con không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh hỏi con là em đi đâu đấy, xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à, chỉ hỏi thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong buổi tối về anh nhắn là em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia, thì bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nói thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ con quay xe, con cũng hơi chán rồi. Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ, đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em ơi. Cho nên đâu có đã nưa được, gặp một cái là nó lại cuồn hơn đúng. Đúng không? Đó là đúng rồi, là về đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản không thắng hồi á. Ok thì cái đó là hiểu cho nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác, nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng từ đã nưa đó. À, đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ cái không có mà sao lại về để nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, sang chở chị Thúy Nga chưa được gặp vợ em. Thực ra theo đó con thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực ra cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi, cho nên nếu khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là lại cho lại quay xe lại con. Thật sự là con rất là thích cô này đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thấy anh có điều gì muốn hỏi em à? Dạ. Chắc chắn là có điều gì muốn nói với cậu lắm nha. Con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong con hỏi đi lại gì muốn anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Đó là con nói câu gì? Con hình như con không nhớ lắm. Thì con kể. Thấy gì nhớ không? Đó. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi? Mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Con nói hẳn thế.
Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn, đang cơ mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc đó con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cơ. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh quên thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nào, nỗi khổ kia chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp, thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề, con cứ ăn thôi. Chồng con rất là sốt ruột rồi, em rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói, con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ấy, rón rén con mắt cái mở lên lúc cụp xuống nhìn này xong lại cụp xuống đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như đấy mà chắc là chưa có duyên với nhau, thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không em cũng không có gì nói thêm cả, con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nào thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời, xong con nghĩ trong lòng chứ đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần, con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nào kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao nhỉ, tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu. Anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia đấy. Con nói thì xong con mình con tắt máy luôn, sợ quá. Ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Trả lời một tuần à, sáng một đêm thôi, sáng hôm sau. Hồi đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thì đến lúc mà hàng ngày trôi qua thì cũng quan tâm, thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên thì trông ăn chơi một tí là đã yêu hơn tí rồi. Đột nhiên nhuộm được lâu. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đúng không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mới quay ra con hỏi nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à, thì con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong rồi do đi ngang cái nhà do phong thủy chờ nhà chồng con bán trang sức đặc quý phong thủy mà. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà, mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh nhà nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ hôm từ sau khi thế xong đi chơi thì con để ý cái bóp tiền có nên bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi hôm đầu nữa là đó thì chắc chắn là tình trắng rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp, thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. Một tập rất là dày và đấy nhiều từ 500 mỗi lần vậy là yêu thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số. Về sau mới biết là chồng con trúng số. Trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chẳng ít ai trúng số. Thì nghĩa là cô gái này á, mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được
luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là, bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng, đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Là con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mà mấy bé rồi? Hai bé đó, còn có hai bé đó. Bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió nhiều lắm nhé. Đâu chuyện gì vui vui thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá, đấy rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó, con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ, thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần, và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả, chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Hay là đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa, cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà, con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì, có thể là ngủ hoặc là đi chơi không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân, nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường, anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì cảm giác là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Là con bớt con quan tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy là đi biết rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Không có hỏi nào hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình không phải là kém cỏi, là mình không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý như là mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ yêu hơn, bắt đầu lại quay xe. Sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xinh nhất quãng ạ. Chồng con chính là
nguồn động lực lớn nhất để con làm mỗi vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên rất, cái lá sen rất là chê. Cô Nhi ơi, chê. Cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần thì hỏng. Con làm cứ làm nó không đẹp và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má, thế là nó to quá và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi ra Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Sao. Đó là một cái trải nghiệm trong cuộc đời con mà con nghĩ. Con nói tiếp đi, cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Mỗi cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Là cuối cùng là lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng thì mà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. Rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích được vì làm nhiều quá rồi làm không ăn xong thì thôi được rồi. Cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra làm đi. Đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok, anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ngoài Hà Nội là bay tối. Bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ anh chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thì ok anh ngồi anh ngả lên một tí em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong thấy lâu một lúc xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội người đấy cũng có một bạn phiên dịch nữa ở đấy cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy người con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì con bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thể nói đáp ứng xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc mà thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9:30 thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi rồi sao 9:30 này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu mà cửa kiếp sắt xiết to trông như ngân hàng ấy. Đi vào thì vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì rồi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng 2 con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thế rồi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì đấy, tiêm mặt nữa, làm hết mặt, mắt xây lại luôn ạ, bổ mí rồi, đúng là anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, vừa đập đi xây lại và giàn chưa rồi, con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu, ôi rồi, lúc ấy nhìn thì cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sắc Ai Cập ấy, bó kín luôn này, thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về khách sạn nghỉ ngơi đã, biết tại là phải về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vừa từ sáng rồi, xong vừa ra khỏi cửa phòng lại thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai nhỉ. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ, nghĩa là nói đúng không, lúc ấy nói yếu không nói được nhiều, chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc nãy còn bực lắm lúc về con, bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn, bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kìa trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nó rồi tính thì con đi. Lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đến một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này cho bắt đầu lại chăm sóc. Sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bốn cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh xong rồi nào lại đưa ra viện xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày buổi mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa hơi bắn vào mặt
đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái bộ, đúng cái cảnh là cô đơn, thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Để thăm, tôi là con chưa thân với mọi chị em mọi người này làm con bạn tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình mà đi cùng vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu coi này, đây là quân địch đến, không nói chuyện, lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, nhà mọi người đi lên này, ở dưới tiếp một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc nào con nghĩ là ly dị luôn. Ôi về đến sân bay là đòi ly dị. Phải không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ông bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời cũng là đồng ý. Đúng không? Ở nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á. Rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chị bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con bảo thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh về nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì bộ thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, còn bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy. Tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt để thành mái che hết mặt rồi, thì ông vẫn phát hiện ra. Thế là lại rồi lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, rồi vợ con đi nhà hàng là đang rất là người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa thế trông giống vợ mình nhưng lại không giống vợ mình. Mình các bạn ơi, trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa tự nhiên. Thôi bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. Nhưng mà con công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc và Mỹ, vâng, đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhạc lên búng ra một cái, trời ơi hào quang tỏa đây, đúng cái cuộc cô gái một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt, dạ, mở cái mặt ra thì sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là nó đẹp ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ nó mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng cái chú ạ. Nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy, có nghĩa là có phải không ngờ bây giờ xinh quá trời. Dạ, đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ, con cũng rất con sướng, con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn ạ. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Ồ, nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần. Là 8 lần. Dạ vâng ạ, tại vì nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Vì sao nó vẫn bị hơi gồm tí, chồng con thông cảm lần sau. Chồng con nói chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay này đấy, là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Mộc? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá quá trời năm để mà bao nhiêu phẫu thuật cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Thì bây giờ đó, bây giờ mấy con có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Có khá nhiều ạ. Đầu kể con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính, rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng, chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng làm gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất
Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa ở đây chuẩn đúng đồng nhất là cái đấy đó. Có bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này cũng tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con, hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Thì thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ, nhưng mà lại cuối cùng lại tổn thương chứ. Lúc đấy là bảo mà đây lại cả hàng xóm giống mình này nó chết giờ buồn. Là con Đức. Con Đức ạ, con Đức ạ. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính là sao? Vợ con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng mà con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong rồi con mặc áo đi rồi còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia, check out, vâng, check out luôn, túi một đời rồi giày cái gì đó. Và con có phải là người đi hốt hay không? Con cũng phải dọn, tại vì nhiều thuốc đang nhấc cả chân lên hút bụi mà vợ con đã mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ, mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở, người ta ship về em hỏi là em mua gì đây, hai năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online có nghiện không? Có, như vậy là cũng nghiện sắp không nhớ đúng rồi, 2 năm chưa thôi là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo trời này em thấy hại anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà đi nhiều quá là sẽ bị hay quên. Đã. Cô ấy có bị không? Một con nặng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8 9 lần đúng không? Nhớ hết rồi, chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là bớt nóng tính, bớt nóng tính lại, vẫn là bớt nóng tính, biết là nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi, chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi, cái lỗ mũi mình bị còng, đụng vô cái gì cái đầu ra, đụng vô cái lỗ mũi mình còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa, đúng không? Đó. Rồi giờ tới con cái gì? Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu lên đấy nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau, không tỉ thí vào công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao? Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không, tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu, cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy con không tin, nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế, tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn, là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn, to lớn. Thì lúc hồi đấy người yêu nhưng mà âm thầm hành động, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm, và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con chia sẻ, như ngày xưa bọn chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thì tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Thì con cũng đấy, con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta phải 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến. Bây giờ con là mấy điểm rồi đúng không? Dạ, con gái trên 10 thì cô thấy ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn.
đó thì con bảo là mình vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quen như thế. Ok, nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn. Tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Ừ. Còn nếu mà buổi tối mà đói đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong trong nhà. Thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận cái điều đấy. Thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à? Mình dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào chăm sóc vợ. Tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Ừ. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi. Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong mệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Thế còn gì gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì là nào không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Hôm con biểu diễn hàng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà, chứ anh đã bảo anh không quay thì em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen. Thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. Là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con à. Còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, ví dụ như con thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Lại không, con cuối cùng đấy thì bỏ đi thì đâu thì bà lại lắm nè. Bỏ đi thì bà lại đuổi theo đến nơi đây đi thôi. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái luôn. Vâng, ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Lên TikTok làm thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong quay nhiều view, con rất là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn nữa. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày rất là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luôn chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chuyện danh. Cái nét là khán giả mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, lúc đầu là không hiểu đâu. Lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi mà con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương. Ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn
để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn, còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau, chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả.